Mai là tour Quan Lâm tổ chức Phật đản Phật lịch 2567 2023. Giờ tour Quan Lâm đang chuẩn bị các Phật tử đến chùa dọn dẹp rồi trang hoàng và Phật đản, lễ Phật đản. Giờ đã qua mùa xuân, gần qua mùa xuân cho nên mấy cái hoa tulip nó nở, nó cũng nhiều cái nấm tàn nhưng mà vẫn còn những hoa đẹp. Trời nắng rất là tốt. Cờ Phật đản tung bay trong gió. Đây là địa tạng điện cơ bộ sư đan xanh. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ các vị Phật tử đến làm công quả chùa, làm vị Phật tử đến làm công quả chùa. Đâu anh? Công đức quá, công đức vô lượng. Làm công quả. Chùa cũng có một cái mảnh đất đằng sau để trồng rau này nọ, chắc mới đầu mùa hả? Đây chắc sẽ là chỗ để trồng. Rồi anh Quang. Anh Quang là người rất là có công đức lắm, làm đẹp chùa, gọi là sửa chữa, xong rồi làm mấy cái non bộ. Anh Quang cái gì cái ớt hả? Ô, anh Quang làm hòn non bộ hay em kìa. Châu giỏi quá ha. Dạ. Giỏi thế. Hôm nay trời đẹp, nắng đẹp. Hy vọng ngày mai cũng vậy, để cho ngày lễ đại lễ Phật đản. Đây là hoa tulip vẫn còn hoa tulip. Đây là tăng xá.
Phật đản trưng bày. Đây là Phật đản. Quá năm. Vào cổng chùa. Bước em đoàn đứng. Đẹp không? Chí tâm đảnh lễ tịnh thập phương biện pháp giới vi trần sắc đồ trung quả hiện vị lai nhất thiết thiện thánh a tăng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Từ từ ai là giác ngộ rằng đang lỡ ai
bốn loài ba ba ra khỏi ngục đồ qua năm âm ba ba giới tứ năm là giác ngộ rằng những vị vô minh đến mới vì âm 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 đến từ các vị Bồ Tát thì thường xuyên nhớ rằng phải học rộng biết nhiều pháp điểm đi tế đang được biến tai để cho mọi người biết chú sẵn ai tôi có được cái tôi.
Thank you.
chứng chứng bảo hiệu. Nam mô đa bảo Như Lai, quảng bác thanh diệu thắc tượng cam lộ vương Như Lai. Nam mô bạc trà phạt đệ khóc thanh trực thường hàng vân tiêu lộ thiểu thiểu. Là hàng thanh hoan hôn trừ oan ngàn tô nặng tô nặng gì bí nhiều. Ô ngàn tất đi tất trả tà nặng về hẹn về hẹn tháp gì quan hồn đà nằm dễ toán. Tô vọng cô đồng nghiệp làm thời già thế thế điều thần chấm linh có hồn lại phụ hồi ngàn thưa thử thưa thử thường liên đại hồ ngàn tâm tri tâm xa tà nặng về về tạm tỷ quang mẫu đà nằm dễ toán hàng kim ma viếng khai hồi viếng lai tiểu thần chấm linh có hồn lai phó hồi ngàn tiêu lâu cổ già tất tri hồ ngàn tất tri tất xã ta nằm dễ vì quan mẫu đà nằm dễ toán hàng ngàn bồ bồ đề di đà di đà di đà đà na đà giang ngàn bồ bồ đề di đà di đà di đà đà na đà giang ngàn Yeah.
Oh,
Bye.
Thời đại lâm phạm hồi họ
vô từ âm linh có mồ hoang mồ liệt tìm phổ triều thế giới chiến tranh Việt Nam hoa kỳ màu thân nhâm ngò biên cô chỉ sĩ liệt sĩ vong su vượt biên tự nàng chiến sĩ trần vong nhân dân nàng vong vong hôn uổng từ nam nữ thương vong vô từ âm linh không hành thủy lục liệt biên mong niệm chỉ nhân trùng vòng đọa lạc biên hướng bất ngộ chân thương trầm luân khổ thun đêm đeo hành ngộ tám lộ môn khai thừa tám bảo lực điều đạo đáng tiên thánh diệu pháp âm thọ tám lô vị tỳ ngộ viên minh tam tịnh chân như diệu lý cơ quan linh trí thanh tịnh hư không đại giác chánh tôn chi vị ngàn bất sanh bất diệt vô khử vô lai trường y bạc nhà chí hướng cộng chứng bồ đề chí quang quang phó bụng tự dị bình an bảo hộ thanh như cương thái tu chỉ liệt gia hữu điệp ngưỡng cúng vòng nam mô diệm diêm vương bồ tát chứng minh thị hạng a sa nam nữ vô từ âm linh không hành liệt vì minh trong thâu chân mùng chín
Thank you.
Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Phật sáng.